bán chính thức ngày 6 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK0605 giảm 50%, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã KM0605 mua 1 tặng 1, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã SK0605 giảm 35%, áp dụng trong ngày 6 tháng 5 2023 đến hết ngày 7 tháng 5 2023. Y học cổ truyền đang ngày một nghiên cứu và phát triển hơn nữa, nhờ vào sự tinh vi và hiện đại của khoa học kỹ thuật. Chủ động chăm sóc sức khỏe là một phương pháp vô cùng tốt giúp bạn tự trị liệu hoặc phát hiện ra những vấn đề bất thường của cơ thể trước khi nó trở nên tệ hơn. Những liệu pháp này đang được khai thác mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức của mọi người về chăm sóc sức khỏe chủ động, một xu thế giúp tiết kiệm chi phí và giảm áp lực lên hệ thống y tế. Những người thường xuyên làm việc với máy tính ở cường độ cao, đặc biệt là dân văn phòng, người sáng tạo nội dung sẽ thường gặp phải các vấn đề như căng thẳng, mỏi mắt, đau hoặc tê bì chân tay. Đây cũng là nguyên nhân gây ra stress, mắt lờ đờ hay thoái hóa xương khớp. Do đó, việc chủ động chăm sóc sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng để cân bằng cảm xúc, giúp học tập và làm việc hiệu quả, tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng hành cùng bạn trên con đường chăm sóc và phát huy khả năng sáng tạo, trong sự kiện mở bán ngày 6 tháng 5 năm 2023, Trung tâm VMC xin giới thiệu đến bạn 3 khóa tự học giúp chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. 1. Chăm sóc não bằng huyệt đạo cho người làm sáng tạo nội dung số. 2. Chăm sóc đôi mắt bằng massage, bấm huyệt cho người dùng máy tính, điện thoại thường xuyên. 3. Bấm huyệt giảm đau nhức, hết tê bì vai tay khi dùng máy tính, điện thoại. Khóa học dành cho những người từ độ tuổi từ 10 đến 80 tuổi, những người làm sáng tạo nội dung nhận thấy cơ thể và trí óc đang ngày càng mệt mỏi, xuống sức nhanh, thường xuyên mắc bệnh lặt vặt như cảm mạo, nhức đầu, viêm xoang, đau dạ dày, muốn tìm giải pháp phục hồi cơ thể và trí não tự nhiên, an toàn, chủ động. Những người làm việc thường xuyên với máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng cần có giải pháp chủ động bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa thoái hóa sớm các khớp xương vùng vai, tay, cổ tay và bàn tay. Người bị tê bì mỏi tay, khớp ngón tay, cổ tay, khuỷu tay liên quan đến thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa khớp vai, cơ bắp vùng vai gáy, cánh tay, cẳng tay có nhiều điểm bó cứng, lật sật đau nhức khi ấn vào. Người cần có giải pháp chủ động bảo vệ và phục hồi thị lực, phòng ngừa lão hóa mắt sớm bằng phương pháp massage bấm huyệt chủ động. Những người mắt nhìn lờ đờ, mệt mỏi, kém lanh lẹ, thiếu thần sắc hay bất kỳ ai yêu thích massage bấm huyệt và trị liệu tự nhiên, muốn học tập và nâng cao khả năng chuyên môn. Khóa học mang lại các giá trị như những hiểu biết cơ bản, rõ ràng về huyệt đạo và cách sử dụng an toàn, hiệu quả cho chính bản thân, biết cách thư giãn não bộ, tăng cường máu lên não bằng huyệt đạo bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu, giải pháp ngủ nhanh, ngủ sâu để phục hồi và tái tạo năng lượng trí não cho ngày làm việc mới đầy năng lượng, nắm được những bí quyết về dinh dưỡng và những thói quen tốt giúp bảo dưỡng đôi mắt, cải thiện thị lực theo y học cổ truyền. Tìm được chính xác từng huyệt đạo có tác dụng cải thiện nhanh chóng tình trạng tê tay, mỏi tay, nhức tay, đau mỏi cổ tay, khớp ngón tay, cứng, khó vận động do dùng máy tính, cầm điện thoại thường xuyên gây ra. Thực hành được đúng kỹ thuật và kích hoạt huyệt đạo giúp khai thông kinh mạch, cải thiện tuần hoàn, làm mềm cơ vùng cổ vai tay, cánh tay, cổ tay và các ngón tay giúp giảm đau nhức, vận động linh hoạt trở lại. Bài luyện tập giúp giảm thoái hóa cột sống cổ, nuôi dưỡng đĩa đệm, nhờ đó phục hồi từ gốc tình trạng đau nhức, tê mỏi cánh tay, bàn tay. Nắm được những bí quyết về dinh dưỡng và những thói quen tốt giúp phòng ngừa đau nhức cơ bắp và thoái hóa khớp xương theo y học cổ truyền. Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 6 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK0605 giảm 50%, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã KM0605 mua 1 tặng 1, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã SK0605 giảm 35%, áp dụng trong ngày 6 tháng 5 2023 đến hết ngày 7 tháng 5 2023. Hôm nay Lê Hải cùng với VMC Việt Nam xin giới thiệu một người một khóa học sẽ giúp chúng ta sử dụng huyệt đạo dành cho những người chuyên sáng tạo những nội dung số.
quen tốt cho sức khỏe đúng không? Thói quen dưỡng sinh dù rất đơn giản nhưng mà chắc chắn nó sẽ đem lại những giá trị rất là to lớn cho một cái trí não thường xuyên phải sáng tạo đúng không? Có khi là ngày nào sáng tạo đúng không? Giờ nào sáng tạo đúng không? Còn thói quen là gì mà... Kéo sang ngang, tự nhiên đi qua cái chỗ giữa giữa, tự nhiên có một cái rãnh rãnh. À đây rồi, bờ trên của ngón trỏ, đây ảnh nó rất kỹ rồi. Vậy thì đường dọc giữa là đường đi thẳng giữa, thì bờ dưới của ngón út chính là huyệt quan huyệt. Để hai tay, nếu mà chúng ta nằm ngửa, hai tay. Đây là ngồi còn nằm ngửa đều được nhá. Chà gài. Tóm lại là gì? Cho cái vùng đầu, vùng mặt, vùng gáy này, nó có sự xúc chạm. Chào tất cả mọi người, bây giờ thì Lê Hải ngồi xuống rồi đúng không, để hướng dẫn mọi người cách tìm huyệt đúng không ạ. Và đây là một cái chương nói về các huyệt đạo, và như Lê Hải đã nói thì chương trước đó thì các huyệt đạo nó phải thỏa mãn những cái điều kiện như là nó giúp nuôi dưỡng trí não này, giúp cải thiện tuần hoàn não này đúng không, não nó phải có máu thì nó mới dưỡng được chứ đúng không nào, đấy như thế đúng không nào, rồi nó giúp bình an tâm trí, nó giúp các kiểu nó kia đúng không. Chính vì thế các cái huyệt đạo mà Lê Hải chọn trong cái chương này nó sẽ có những tác dụng như thế đúng không ạ. Mọi người hỏi một tác dụng hay sao? Thực ra thì huyệt đạo ấy nó là những điểm đặc biệt trên cơ thể. Chính vì thế cơ thể chúng ta ấy nó rất là đa chiều đa hướng về cái sự kết nối về tác dụng đúng không ạ? Chính vì thế dùng huyệt đạo nó có rất nhiều các cái tác dụng khác nhau. Đấy, và mọi người có thể sờ thêm ví dụ tác dụng của huyệt Bách Hội. Bây giờ nói về huyệt Bách Hội, mời mọi người xem trên hình ảnh slide. Trên hình ảnh slide ở một bên thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của huyệt Bách Hội đúng không ạ? Đo đúng không ạ? Vâng, đo nào đây ạ, sẽ nói. Đúng không ạ? Và cụ thể điểm của nó là điểm giao giữa đường thẳng đi qua đỉnh hai tay và đường dọc giữa đầu. Điểm là giao của hai đường thẳng. Đầu tiên, đường dọc giữa đầu. Dọc giữa đầu tức là đi dọc giữa cơ thể. Dọc giữa cơ thể là sống mũi. Người em mũi lệch cái thứ sao? Thôi, áng áng nhá. Thế còn ấn đường đây. Đây là đường thẳng này. Đúng không? Đường thẳng dọc giữa. Đúng không? Dọc giữa ai chả biết, đúng không? Như bộ đội ấy, đúng không? Đấy, còn đỉnh hai tay thì đầu tiên ấy, muốn xác định đỉnh hai tay bọn mình sẽ gấp lại. Đỉnh hai tay gấp lại. Đấy, gấp lại này thì nó có cái mép ở trên. Nếp ở trên. Đấy, nếp ở trên thì đặt hai ngón cái vào. Đầu ngón cái vòng cái ngón hai con giữa lên trên. Hai con giữa chạm nhau. Đúng không? Thì chúng ta lúc này chúng ta phải dùng đầu của mình, dùng não mình tưởng tượng một chút. Lúc đầu mới chưa quen tưởng tượng một chút là có một cái đường nó đi qua dọc mũi đi vòng qua sau. Và cái hai cái điểm chạm này, điểm chạm của hai con giữa này nó sẽ nằm trên đúng cái điểm đó, đường đó. Đúng không ạ? Thì cái giao đấy được gọi là huyệt Bách Hội. Cái điểm mà tạo ra bởi hai đường thẳng như thế, đúng không? Đỉnh hai đai và đường dọc giữa thì đấy là huyệt Bách Hội nhá. Đây là huyệt Bách Hội. Còn sử dụng như thế nào, tác động ra sao cho nó hiệu quả các thứ nó kia đúng không? Thì phải ở chương sau. Bởi vì gì? Rõ ràng mạch lạc chương này nói về cách tìm huyệt, đúng không ạ? Tên huyệt, cách tìm huyệt, vị trí huyệt. Bây giờ sao phải sao? Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 6/5/2023. Nhập mã KMSK0605 giảm 50% áp dụng từ ngày 1/5/2023 đến hết ngày 5/5/2023. Nhập mã KM0605 mua 1 tặng 1 áp dụng từ ngày 1/5/2023 đến hết ngày 5/5/2023. Nhập mã SK0605 giảm 35% áp dụng trong ngày 6/5/2023 đến hết ngày 7/5/2023. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ học của Tuyến Lê Hải. Hôm nay Lê Hải cùng với VMC Việt Nam xin đem đến giúp mọi người một cái khóa học giúp chúng ta có thể chăm sóc đôi mắt của mình.
giúp mắt tinh hơn, giúp giảm mỏi mắt nhìn mờ, nhìn nhòe do sử dụng máy tính và điện thoại. Vâng, cũng như thế thôi, đồ uống công nghiệp thì nó cũng không tốt cho gan, vì thế cũng không tốt cho mắt. Khi lỏng hai vai, lỏng tay, đúng không? Thư giãn, đúng không? Đi dưới là đây, đúng không? Xuống một thốn, một ngón cái, hàng háng đấy. Bởi vì sao hàng háng? Bởi vì kéo xuống thế nào cũng tìm ra một cái lỗ. Khi mà chúng ta trà lên này, nó rất là tốt cho cái nuôi dưỡng mặt nói chung, và mắt thì nằm trên mặt mà. Thì là mắt cũng tốt luôn, đúng không? Xin chào mọi người. Bây giờ thì tiếp tục trên hình ảnh slide, mọi người sẽ thấy là cái huyệt toản trúc, đúng không ạ? Nơi mà gì? Từ cái huyệt tinh minh đi thẳng lên, vị trí tìm là đầu lông mày, nơi có một cái khe nhỏ. Đây dãy này, tinh minh bắt đầu đi lên này, đầu lông mày này, đầu lông mày này. Tự nhiên đẩy qua đẩy lại này. Đó. Có một cái khe. Ở đây Lê Hải giống hệt mọi người nhá. Mọi người tìm bằng cảm giác Lê Hải thế nhá. Lông mày đây. Đầu lông mày đây, từ huyệt tinh minh đi thẳng lên đây. Rồi, có những bạn còn hơi cái cộm cộm các thứ lên cơ. Bởi vì có thể là cái mắt nó mỏi lâu ngày quá, cái chỗ này nó buốt, buốt nó nhức do các cái phần mà nó bị tắc nghẽn ấy, gần các cái cơ rồi các cái tổ chức phần mềm ấy nó tắc nghẽn. Nó sẽ làm cho cái dòng máu để nuôi dưỡng mắt nó sẽ bị kẹt. Nó sẽ kém đi. Tóm lại là lưu thông mà. Trong y học cổ truyền có câu là cứ thông là không đau nhức, nhức mắt, mỏi mắt, đau mắt. Nó là thông, nó không thông. Đó, đây, từ đây đi lên này. Đấy, mọi người tìm nó ra ngay. Nhá. Vâng, đấy là huyệt toản trúc, vâng, huyệt số tinh minh rồi, toản trúc rồi, còn 4 huyệt nữa, đúng không ạ? Mời mọi người sang bài tiếp theo. Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 6 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK0605 giảm 50% áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã KM0605 mua 1 tặng 1 áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã SK0605 giảm 35% áp dụng trong ngày 6 tháng 5 2023 đến hết ngày 7 tháng 5 2023. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ học của tuyến Lê Hải. Thì hôm nay Lê Hải cùng với DMC Việt Nam xin đem đến cho mọi người một cái khóa học. Trên người chúng ta có những cái điểm đặc biệt và tổ chức y tế thế giới đã thống kê là chúng ta có 361 điểm đặc biệt trên cơ thể. Cải thiện hoạt động tinh thần, làm mới tâm trạng, thư giãn, làm khỏe nội tạng, thông tinh kinh lạc toàn thân. Khi mà chúng ta gặp ngón cái vào đầu, ngón cái đâu là huyệt đầu cốc ở đây. Đây, đấy Lê Hải vừa rồi qua đây. Rồi. Đây gõ. Xin chào mọi người, bây giờ tiếp tục cái bài bát sa nữa, đúng không? Mọi người xem trên hình slide, đó là gì? Bước 1 là đấm thông cuộc sống bằng nắm tay. Thứ hai, bước 2 là gõ vỗ vùng cổ vai gáy. Lưu ý thì giống nhau. Đấm. Đan tay này, đấm. Vỗ này. Gõ đấy, đây là đang gõ. Uf,
rất dễ chịu, đơn giản thế. Mà Lê Hải biết nghĩ rằng là mọi người đều hoàn toàn có thể là thực hiện động tác này, bởi vì làm sao, bởi vì trong tầm tay, đúng là trong tầm tay đúng không? Đấy, đúng là trong tay luôn. Còn nhiều người giơ lên thấy vai bắt đầu khó giơ, hỏi đau biết cái thứ ấy, hãy chăm chỉ tác động huyệt đạo, hãy chăm chỉ bắn xa nhá, rất là tốt. Hoặc có thể tham khảo các khóa học liên quan đến cổ vai gáy, hoặc là mọi người cũng có thể là thấy mỏi lưng các thứ, có thể tham khảo thêm các khóa vùng lưng cho những người thường xuyên phải làm việc với máy tính và điện thoại, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ bài tiếp theo. Xin chào. Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 6 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK0605 giảm 50% áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã KM0605 mua 1 tặng 1 áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2023 đến hết ngày 5 tháng 5 2023. Nhập mã SK0605 giảm 35% áp dụng trong ngày 6 tháng 5 2023 đến hết ngày 7 tháng 5 2023.